Mr. X xin chào các anh chị và các bạn. Trong cái chủ đề bài học này, Mr. X sẽ nói về vấn đề trình độ và văn hóa. Sự xung đột, sự chênh lệch giữa vợ và chồng trong một gia đình có thể đấy là xuất phát từ vấn đề về cái phông văn hóa, trình độ văn hóa. Thí dụ, một người chồng có thể đạt đến học vị tiến sĩ, giáo sư, nhưng một người vợ có thể là chưa học hết đại học hoặc là cử nhân thôi. Đúng không ạ? Bởi vì trước đây chúng ta đến với nhau, chúng ta đều là những người bình thường, nhưng sau một quá trình làm việc, người vợ đã hy sinh rất nhiều để người chồng có được cái sự nghiệp về học hành, sự nghiệp về công danh, sự nghiệp về địa vị xã hội hay là cái khả năng tài chính. Thế thì sau đó nó sẽ bị thay đổi cái phông văn hóa. Từ một người là bằng nhau về đẳng cấp xã hội, về trình độ xã hội, nó khác nhau về đẳng cấp xã hội và trình độ xã hội. Từ là cô chỉ là cô học hết lớp 12, còn tôi là tiến sĩ, phó giáo sư, tôi là giám đốc doanh nghiệp, tôi là chủ tịch tập đoàn, thậm chí công ty tôi có hàng nghìn nhân sự, tôi có thể là có những cái mối quan hệ rất mới. Và lúc đó nó cũng xảy ra cái tình trạng rạn nứt trong gia đình, và đỉnh điểm đó là tình trạng ly hôn. Và thông thường khi có sự thay đổi và chuyển biến lớn trong cái mối quan hệ tương quan giữa người vợ và người chồng về trình độ văn hóa xã hội, về khả năng thu nhập, thì sẽ thường là xảy đến những xung đột, và sẽ có những cái sự nguội lạnh, và cũng sẽ có những cái sự ly hôn, một cái tỷ lệ không hề nhỏ sau khi xảy ra những cái xung đột như vậy. Bằng chứng là các bạn thấy ở Việt Nam cũng như ở thế giới thôi, thế giới cũng có chuyện đó, là rất nhiều tỷ phú và rất nhiều người từ lúc mà tay trắng cơ hàm gây dựng lên một cái công ty và có thu nhập tốt, có cái tài sản lớn, là có thể là sẽ ly hôn người vợ của mình và sẽ cưới một cô hoa khôi, cô á hậu, cô hoa hậu nào đó, hoặc một cô hot girl, người đẹp nào đó. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là sự thay đổi về nhu cầu, về nhận thức và cái phông văn hóa. Thì lúc này lỗi ở đâu? Lỗi do ai? Tôi nghĩ lỗi cũng không phải do người chồng, cũng chẳng phải do người vợ. Có thể các bạn sẽ nói rằng là đấy là do sự bạc bẽo của cuộc sống. Cũng có thể nếu bạn giải thích theo cách đấy, tùy các bạn thôi. Nhưng các bạn phải hiểu rằng khi nó thay đổi về cái phông văn hóa, trình độ, khả năng thu nhập, đặc biệt là đẳng cấp xã hội, thì cái thói quen tiêu dùng, cái cách thức tiêu dùng nó khác. Đúng không ạ? Chẳng hạn một người đàn ông bây giờ bất kỳ một cô gái đẹp nào cũng muốn sán tới, và ngược lại một người phụ nữ bất kỳ một người đàn ông nào cũng muốn sán tới, thì người ta sẽ bắt đầu bị rung rinh, bị lung linh, bị thay đổi về một chút thôi, về hành vi, về nhận thức. Và dần dần có thể sẽ sâu hơn nữa, và xa hơn nữa. Và lúc đó mối quan hệ gia đình sẽ bị đổ vỡ, sẽ bị rạn nứt và sẽ có nhiều vấn đề. Đỉnh điểm đó là ly hôn, đỉnh điểm đó là kiện tụng nhau ra tòa vì những lý do này, lý do khác. Đúng không ạ? Thì tôi muốn nói về một cái trụ cột, đó là trụ cột tri thức và văn hóa. Thì ở đây chúng ta thứ nhất là chúng ta phải hiểu là chúng ta phải tôn trọng một số những cái văn hóa truyền thống. Tôi nói là tôn trọng một số cái văn hóa truyền thống bởi vì không phải cái nào cũng đúng, không phải cái nào cũng tốt. Nhưng về cơ bản là chúng ta sống ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có những cái luân thường đạo lý nó vẫn đúng nhất định. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng phải cập nhật những cái văn hóa hiện đại. Những cái văn hóa hiện đại cởi mở. Ví dụ như phụ nữ bây giờ người ta có thể không phải lúc nào cũng sữa bỉm tã cho con đâu. Người ta cũng được muốn đi bar, người ta cũng muốn đi du lịch, người ta cũng muốn lên mạng xã hội Facebook để sống ảo. Người ta cũng có những cái nhu cầu riêng. Người ta cũng có những người đàn ông khác theo đuổi. Chứ không phải là gọi là tam tòng tứ đức nữa. Đúng không ạ? Có thể tứ đức là rất quan trọng, công dung ngôn hạnh vẫn rất quan trọng, nhưng tam tòng có thể sẽ không còn đúng nữa đâu. Đó, thì tôi muốn nhấn mạnh là gì? Một số các văn hóa truyền thống là giữa vợ và chồng và gia đình phải thống nhất với nhau là chúng ta sẽ giữ những cái gì. Thứ hai là văn hóa hiện đại thì chúng ta phải thống nhất với nhau chúng ta sẽ update những cái gì. Ok. Đấy. Và văn hóa về thờ cúng tổ tiên gia đình, rồi thì đối với người lớn là bố mẹ, đối với người lớn hơn nữa là ông bà của chính chúng ta phải đối xử như nào, chúng ta phải thống nhất với nhau. Đấy. Và chúng ta phải tạo ra một cái văn hóa riêng của gia đình mình,
của hai vợ chồng, nếu mà hai vợ chồng son, của hai vợ chồng với một hai ba đứa con, đấy là gia đình riêng của mình, gia đình hạt nhân đấy. Ví dụ trong một tuần thì ăn sáng vào bữa nào, ví dụ tôi thích là Mr. X rất là thích là vợ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, ăn sáng xong con đi học, rồi thì chồng đi làm, sau đó ăn trưa thì người ăn ở cơ quan, người ăn ở trường, buổi tối về nhà ăn cơm với nhau. Như vậy chúng ta vẫn thấy là cuộc sống rất là hiện đại nhưng mà vẫn có đủ thời gian để gặp gỡ nhau, chứ không phải là cứ đi viện 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 như thế thì chết, đúng không? Rồi thì sau giờ này phải làm gì, trong bữa ăn phải làm gì, ai phải làm gì, điện thoại di động được sử dụng vào giờ nào và không được sử dụng vào giờ nào, chúng ta phải 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 tuân thủ, chúng ta phải đề ra, chúng ta phải có văn hóa riêng, con cái phải làm gì, bố mẹ phải làm gì, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ có những cái đó, và tất cả đấy chúng ta phải có một cái sự phù hợp về trình độ. Bây giờ ví dụ anh chồng học lên tiến sĩ, một chị vợ cũng chỉ cử nhân thôi, cũng không sao cả. Thế nhưng hãy nghĩ đi, đúng không? Khi một anh chồng học lên tiến sĩ, chị vợ đừng có hy sinh quá, chị vợ cũng phải học lên thạc sĩ, ít nhất là như thế, để cho chúng ta có cân bằng với nhau. Không sao, một thôi một hồi chúng ta nhìn lại, rồi thì cốc mò cò sơi, rồi thì đẳng cấp của tôi bây giờ khác rồi, tôi không còn yêu cái người phụ nữ quê mùa dốt nát như thế nữa rồi, và ngược lại, đúng không ạ? Chị vợ làm giám đốc, anh chồng làm lái xe, thì tôi sẽ không còn cảm thấy cái người đàn ông tự tin cạnh tôi nữa rồi, đúng không ạ? Người đàn ông này bây giờ còn kém hơn cả những người khác, thì nó sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn và xung đột. Cho nên tôi cố gắng đưa ra cái lời khuyên là các anh chị cố gắng cân bằng và phù hợp hóa giữa trình độ học vấn, khả năng thu nhập, trình độ hiểu biết, lối sống, tác phong. Đấy, và chúng ta sẽ có những cái nhìn nhận như vậy. Chúng ta cũng đừng sợ là cứ ông chồng nào học tiến sĩ là sao bỏ vợ, không phải. Chúng ta cũng đừng sợ là cứ bà vợ nào lên giám đốc thì bỏ chồng, không phải. Mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ có những khoảng cách khi mà cái trình độ văn hóa, cái trình độ nhận thức nó thay đổi, và chúng ta không còn thấy giống nhau nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi Tây về, đúng không ạ? Tôi rất là thích ăn đồ Tây, thế nhưng mà vợ tôi cũng thích ăn đồ Việt, và thế là bọn tôi không chịu được với nhau, bọn tôi ly hôn, đúng không ạ? Tôi sẽ tìm những cô gái thích ăn đồ Tây để chia sẻ sở thích với tôi đấy, và người vợ của tôi không thể chia sẻ được với tôi, giả sử như thế. Thực tế nó không phải nhá, đây tôi đang nói ví dụ. Thế thì các bạn sẽ thấy là có vô vàn những tình huống, vấn đề có thể xảy đến trong cái cuộc sống này, và đó là yếu tố văn hóa tôi muốn nói. Thì quan điểm của tôi là gì? Thứ nhất là phải tôn trọng một số những cái văn hóa truyền thống và chúng ta thống nhất với nhau. Thứ hai, chúng ta phải update một số văn hóa hiện đại, chúng ta phải thống nhất với nhau, đúng không ạ? Thứ ba, chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa riêng của gia đình mình, có những cái quy định cụ thể trong một tuần làm gì, trong một ngày làm gì, ai làm gì như nào. Đấy là chính là cái văn hóa chúng ta thỏa thuận với nhau, đúng không ạ? Và chúng ta phải cập nhật về trình độ học vấn với nhau, chúng ta phải cập nhật về sở thích cũng như lối sống với nhau, để chúng ta không cảm thấy xa cách, đúng không ạ? Chúng ta phải thấu hiểu và chia sẻ với nhau đấy. Rồi kể cả trong công việc đấy, rất nhiều người là không muốn làm chung với nhau, rất là tốt. Đừng bao giờ nghĩ chuyện là bỏ việc ở đây về làm cho chồng, bỏ việc ở đây về làm cho vợ là ngon đâu. Có nhà làm như thế thành công nhưng có nhà làm như thế thất bại, tùy vào chúng ta. Nhưng mà Victor X thì cho rằng không nên làm chung, bởi vì vợ chồng ở với nhau thôi đã thấy mâu thuẫn rồi, làm chung cũng mâu thuẫn lắm, đúng không? Đấy, ok. Thế thì chúng ta nhớ chúng ta phải update cái phông văn hóa nó bằng nhau, sở thích, lối sống, thói quen bằng nhau, và đặc biệt là khả năng kiếm tiền là nó cũng phải tương đồng với nhau một chút. Rồi nếu không ấy, là đến lúc là gì, ông chồng giàu sẽ đi với một cô em, cô gái trẻ, bà vợ giàu sẽ đi với một chàng trai trẻ, và chúng ta thường là sẽ có một số những người sẽ có những cái xu hướng sai lệch như vậy. Và nếu mà chúng ta không tôn trọng vào những cái giá trị truyền thống thì thấy chúng ta sẽ bị lệch chuẩn. Và chuyện đó chúng ta thấy là xã hội xảy ra rất nhiều, và chúng ta không muốn xảy đến với gia đình mình, thì chúng ta phải hiểu điều đó, nguyên do là tại sao. Ok, thì bài học này tôi muốn nói về cái vấn đề tri thức của văn hóa, và chúng ta phải có sự tương đồng, chúng ta phải có sự thấu hiểu. Ok nhá, xin chúc cho các anh chị các bạn thành công và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Victor X, xin chào và xin gặp lại.